Đến 8 giờ sáng 25 tháng 5, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vinh, Nghệ An đã giải phóng xong hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa hai xe dường nằm khiến ít nhất 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, chiếc xe khách dường nằm mang biển kiểm soát Đà Nẵng chạy tuyến Đà Nẵng Hà Nội qua ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh thì xảy ra va chạm với chiếc xe dường nằm của nhà xe ở Nghệ An. Cú va chạm khiến chiếc xe Đà Nẵng lao thẳng về phía trước, suýt rơi xuống kênh Bắc nhiều hành khách trên xe đang ngủ tỉnh giấc được một phen thoát tim sau vụ tai nạn cả hai chiếc xe đều bị hư hỏng nặng hành khách được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình một số nhân chứng tại hiện trường cho hay vụ tai nạn khiến ít nhất ba người bị thương trong đó một người bị gãy chân